Rồi, hàng VIP nha mấy bác nhá. Hàng cực kỳ VIP luôn. Mọi người coi này. Đây là hôm nay là em không đi theo máy cắt cỏ nữa, mà em cho mọi người lựa chọn những sản phẩm mà VIP nhất bên em. Và giá rẻ hơn đợt trước luôn. Đấy, đây nha, toàn bộ ốc inox. Toàn bộ ốc inox hết nha. Đấy, và đây là toàn bộ bằng đồng thau rất là dày dặn. Đấy, mọi người coi này. Rất là dày dặn. Toàn bộ bằng đồng thau. Rất là dày dặn. Ốc inox. Đẹp nhá. Đẹp tuyệt vời luôn. Cái này thì xài thì bao phê rồi. Thì những sản phẩm này thì bên em đợt này là em sẽ về là em bán giá sẽ rẻ lại nhá. Đó, nói trước. Thì giá nằm ngoài ngoài hàng 6 nhá. Thì bên em sẽ cố gắng bán cho mọi người. Đấy, toàn bộ ốc inox hết. Hàng đẳng cấp đó, hàng VIP. Nên mọi người yên tâm về chất lượng. Nhớt này, có sẵn luôn. VIP nha. Rồi, ok. Thì bên em thì đợt trước em nhập mấy lô hàng á thì nó cao tiền. Nên là đợt đó bán giá nó không được cạnh tranh. Nhưng mà đợt này em đã nhập hàng nhiều hơn. Đó, thành mối quen luôn. Nên thành ra là nó hữu nghị. Đấy. Đẹp nha. Đẹp tuyệt vời. Từ chuông chắn này nọ lung tung. Bố này bố 330, 430. Những loại tum to, ráp vừa hết. Đấy. Bao ngon luôn nha. Bao cực kỳ ngon. Đồ rất là chất lượng. Tuyệt vời. Một ngày trung bình bơm 8 phi thuốc là chuyện bình thường đối với cái máy này nha. 8 phi thì một phi là 220 lít, mà 8 phi là mọi người nhân lên nó gần 1.000 lít đấy nha, gần 10.000 lít nha. Tha hồ mọi người bơm, chỉ sợ không có sức để mà bơm thôi. Đấy, rất là sự nhẹ, gọn nhẹ. Và em sẽ lên theo com lê luôn. Ví dụ như anh nào mua yêu cầu lên com lê để mà bơm luôn là em lên theo cả đầu máy luôn. Thì từ đầu máy tính riêng, còn cái này tính riêng. Đầu máy thì cứ tâm lớn là ráp được hết. Đấy, thì rất là nhiều cách để mà ráp đầu vô. Và em sẽ làm đế làm đồ luôn để mà mình đến tay khách hàng. Rồi ok nha, quảng cáo sơ thôi. Toàn bộ bằng đồng thau. Ngon nha, ốc inox đồng thau, bao bền luôn. Bao bất tử luôn. Đấy. Những cái này xài thì bao phê. Và phụ tùng nó rất là dễ. Đó. Đồ hàng chất lượng nha.